Hiện tại Honda Việt Nam đã cho ra mắt những cái phiên bản mới của mẫu xe Honda e-Blade 125 và 160 của năm 2025. Và với một câu hỏi đặt ra mà rất nhiều bạn để lại bình luận ở phần nhận xét cho mình là nên lựa chọn phiên bản 125 hay lựa chọn phiên bản 160, bởi mức giá bán của nó đang khá cao giữa hai phiên bản các bạn nha. Do đó thông qua video ngày hôm nay mình sẽ đưa ra câu trả lời cụ thể, kèm theo đó nữa là mức giá bán trong thời điểm cuối tháng 6 này, để với những bạn nào đang quan tâm muốn tìm mua các bạn có thể tham khảo thông qua video của mình. Mời các bạn cùng theo dõi trên màn hình. Ok, xin chào tất cả các bạn nha. Đầu tiên thì mình sẽ quay trước với phiên bản Honda e-Blade 125 phân khối của năm 2025 với một phiên bản tiêu chuẩn màu đen bóng, đưa ra lời khuyên để các bạn cùng tham khảo, đặc biệt là với câu hỏi nên lựa chọn phiên bản 125 hay lựa chọn phiên bản 160. Mình sẽ đưa ra ý kiến chủ quan của nhân mình các bạn nha. Còn sở thích của bạn ấy, điều kiện kinh tế của bạn ấy, thì các bạn lựa chọn phiên bản nào cũng được. Đó là sở thích của từng người. Mình thì mình không nói là suy nghĩ của mình mọi người đâu. Nên các bạn lựa chọn mẫu xe nào, phiên bản nào là tùy thuộc của mọi người các bạn nha. Mình chỉ đưa ra một chút lời khuyên thôi và một chút kết luận thôi để các bạn có thể tham khảo thông qua video này. Sau đây thì mình sẽ quay trước với phiên bản này, sau đó sẽ quay phiên bản 160 cũng như đưa ra mức giá bán cụ thể để các bạn có thể tham khảo thêm. Với phiên bản 125 năm 2025 này thì nó sẽ có nhiều sự tùy chọn ở phần màu sắc hơn so với phiên bản 160. Các màu sắc của phiên bản 125 ấy cũng như phiên bản 160 là tương đồng giống nhau. 125 sẽ có 6 màu sắc, còn 160 nó chỉ có 4 màu sắc mà thôi. Các bạn lưu ý chừng như vậy. Tuy nhiên thì phiên bản 125 nó sẽ có cho mình một số nội dung sẽ hạn chế hơn. Ngoài việc phần mặt đồng hồ, các trang thiết bị tiện ích là tương đồng giống nhau, các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây. Loại bỏ nút tắt bật đèn của xe, chìa khóa thông minh Smart Key đều sẽ được trang bị đầy đủ. Tổng thể kích thước cũng như dung tích cốp xe, bình xăng là gần như tương tự giống nhau các bạn nha, không thay đổi gì cả. Các cái chi tiết thiết kế trên xe, đâu đó có kích thước của lốp xe có nhỉnh hơn một chút này, có cái mão đầu đèn cao hơn một chút này, cùng với khối động cơ được nâng lên là khối động cơ SV cộng 160 phân khối. Chắc chắn thì khối động cơ 160 phân khối thì nó sẽ ăn xăng nhiều hơn một chút và nó cũng sẽ mạnh hơn một chút so với mẫu xe Honda e-Blade ở đây. Các bạn lưu ý chừng như vậy. Cái gì cũng sẽ đánh đổi thôi, nhưng giá bán của nó, của phiên bản 160 ấy, nó sẽ cao hơn khá nhiều so với phiên bản 125 phân khối các bạn nha. Bình xăng cũng tương tự, 4,4 lít ở phần phía trước của xe cũng sẽ tạo ra cái vị trí ngăn cách trên cả hai mẫu xe. 19-10 ở phần thiết kế. Và thêm một điểm nhấn nữa ấy, là các bạn bỏ ra số tiền lớn hơn, các bạn sẽ nhận được nhiều hơn. Đó là cái hệ thống phanh chống bó cứng ABS trên phiên bản 160. Tí mình sẽ quay cụ thể hơn để các bạn có thể tham khảo một cách cụ thể như vậy, chi tiết như vậy. Do đó ấy, cái việc lựa chọn phiên bản 125 này thì mình nghĩ với những bạn nào điều kiện kinh tế thấp một chút, muốn có cho mình một mẫu xe Honda e-Blade để có thể mua về, vợ chồng con cái đều có thể đi được, thì mình nghĩ hoàn toàn có thể lựa chọn. Bởi thiết kế là tương đồng giữa phiên bản 125 và phiên bản 160, trang bị gần như cũng tương đồng giống nhau. Đâu đó hệ thống phanh kết hợp CVS ấy, mình nghĩ cũng phù hợp các bạn nha. Bởi các bạn biết rồi, với hệ thống phanh kết hợp CVS này, các bạn sẽ được bóp một phanh, sẽ được cả hai phanh, tăng tính an toàn hơn khá là nhiều. Mà các bạn đi với mẫu xe Honda e-Blade ấy, các bạn đi đường thành phố bình thường cũng chỉ đâu đó vào khoảng tầm 40-50 km/h mà thôi. Hệ thống phanh chống bó cứng ABS ấy chỉ bắt đầu hoạt động tin cậy khi các bạn chạy trên 60 km/h các bạn nha. Lưu ý cho mình như vậy. Nên với mức giá bán vào khoảng tầm 42 triệu cho phiên bản tiêu chuẩn các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây, gồm hai màu sắc đen bóng và màu đỏ đô bóng. Còn các phiên bản cao hơn như phiên bản cao cấp là 42 triệu 500 với những phiên bản màu sắc mới như bạc đỏ đen hay bạc xanh đen, rồi cao hơn một chút là phiên bản đặc biệt với màu sắc xanh đen vàng ấy, tức là vàng đồng ấy, thì giá bán của nó vào khoảng tầm 44 triệu và 44 triệu 500 cho cái phiên bản cao nhất là phiên bản thể thao màu xám đỏ đen các bạn nha. Đó là mức giá bán của dòng xe Honda e-Blade, chỉ 42 đến 44 triệu, giá bán cực kỳ rẻ luôn để các bạn có thể tham khảo với cái mẫu xe Honda e-Blade phiên bản 125 phân khối. Tiếp theo thì mình sẽ quay sang với phiên bản 160 để các bạn có thể theo dõi được kỹ hơn với phiên bản này. Đối với phiên bản 160 phân khối, các bạn đang theo dõi trên màn hình là một phiên bản màu xanh đen vàng, chính xác như vậy, như mình hay gọi là phiên bản màu xanh nhám đen. Màu sắc này thì đã xuất hiện trên phiên bản 160 trước đây rồi, nhưng thay thế một chút ở những cái mảng điệu mà thôi. Về màu sắc thì không thay đổi quá nhiều ở phiên bản màu sắc đặc biệt này. Tuy nhiên thì phiên bản tiêu chuẩn nó sẽ được bổ sung thêm với những phiên bản màu sắc đen bóng này, với những họa tiết tem xe mới hơn. Kết hợp với đó là cái phiên bản cao cấp có thêm phiên bản màu bạc đỏ đen và phiên bản thể thao có phiên bản màu xám đỏ đen các bạn nha. Tức là 4 màu sắc trên phiên bản 160. Với bản 160 này sẽ được trang bị hệ thống phanh chống bó cứng ABS, ngàm phanh Nissin 1 piston. Tổng thể thiết kế của nó sẽ nhỉnh hơn một chút, như khoảng sáng gầm xe được nâng lên khoảng 1cm và khoảng tầm
1mm thôi, vào khoảng tầm 142mm. Các bạn lưu ý cho mình như vậy. Còn lại các cái nội dung trên xe đều tương tự giống nhau. Mặt đồng hồ Full LCD, các nút chức năng phím bấm trang bị đều đầy đủ và tương tự. Khối động cơ thì có mạnh mẽ hơn một chút, còn lại giảm sóc này. Hệ thống đèn hậu phía sau, tay dắt cốp xe, bên trong cốp xe có đèn soi cốp, cổng sạc 2.1A tiện dụng thì đều có như gần như đầy đủ các bạn nha. Tương tự như phiên bản 125 phân khối. Với phiên bản 160 này thì mình nghĩ các bạn nào có điều kiện về phần kinh tế hơn, các bạn lên lựa chọn. Bởi chắc chắn khối động cơ mạnh mẽ hơn ấy, thì nó sẽ cho các bạn những cái khả năng vượt trội hơn trong việc các bạn đi lưu thông trên đường. Cho ra công suất mô men xoắn nó sẽ tốt hơn các bạn nha. Đây các bạn nhìn cho mình một chút ở phần cốp xe trên mẫu xe phiên bản 160. 125 cũng sẽ tương tự thế này thôi. Trang bị đầy đủ. Để được rất nhiều các vật dụng cá nhân khác nhau trong phần cốp xe của phiên bản là 125 và 160 của dòng xe Honda E-Blade. Tuy nhiên thì cái điều bất tiện ở đây chỉ có vị trí ngăn cách ở phần để chân. Nếu những chị em phụ nữ nào mặc váy điều khiển mẫu xe này nó sẽ hơi bất tiện một chút các bạn nha. Nếu thích tốc độ mạnh mẽ hơn, điều kiện kinh tế cao hơn một chút thì các bạn thì lựa chọn dòng xe này hoàn toàn là ok. Mức giá bán hiện tại của mẫu xe Honda E-Blade phiên bản 160 thì hiện tại phiên bản các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây sẽ mức giá bán khoảng tầm 47 triệu các bạn nha. 47 đến 48, chính xác như vậy. Còn phiên bản tiêu chuẩn ấy cũng duy trì ở mức 47 triệu. Cao cấp là 47 triệu 500, 48 triệu cho bản các bạn đang theo dõi trên màn hình và 48 triệu 500 cho phiên bản thể thao màu xám đỏ đen. Đó là toàn bộ mức giá bán trong thời điểm cuối tháng 6 năm 2024. Để với những bạn nào đang quan tâm muốn tìm mua, các bạn có thể tham khảo thông qua video của mình. Mình chỉ đưa ra một chút lời khuyên thôi trong việc lựa chọn một trong hai dòng xe. Nếu như là mình thì mình sẽ chỉ lựa chọn phiên bản 125 là đủ dùng rồi. Bởi các bạn đi đường thành phố bình thường thì khối động cơ 125 cũng đủ để các bạn có thể trải nghiệm hoàn toàn là ok. Không nhất thiết hệ thống phanh chống bó cứng ABS. ABS các bạn đi trên 60 km/h thì các bạn lựa chọn thì hoàn toàn ok hơn. Còn hệ thống phanh kết hợp CBS của mẫu xe Honda E-Blade này cũng hoàn toàn là ok rồi các bạn nha. Cho ra cái khả năng an toàn hơn trong việc bóp phanh, tức là bóp một phanh sẽ được cả hai phanh, cũng giúp chiếc xe dừng lại êm ái hơn chứ không giật cục giống như những phiên bản trước đây. Các bạn lưu ý cho mình như vậy. Nên lựa chọn mẫu xe nào, phiên bản nào là tùy thuộc vào sở thích của từng người. Mình chỉ đưa ra một chút ý kiến chủ quan của mình thôi cho các bạn để các bạn lựa chọn một cách ok nhất. Rồi, cảm giác này của mình. Nếu các bạn nhớ like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh nha. Và xin chào và hẹn các bạn ở những video tiếp theo.